Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Renny Airdrop. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chat support nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter này, bạn theo dõi nè. Các bạn like này, các bạn tweet lên luôn nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Follow Twitter nè. Kênh này rất. Rồi tiếp tục các bạn vào tweet. Nay mình định cái tweet được ta. Các bạn vào đây tweet nha các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chấp nhận cái tweet nè. Tăng dạy các bạn mình vào các bạn. Rồi tweet lại nè. Sau đó thì các bạn join vào kênh seller nè. Join vào kênh group nè. Subscribe kênh. Join kênh group nè. Rồi join kênh group các bạn lướt cấp trang nha các bạn. 5+1=6. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Rồi các bạn bấm vào đăng ký nha các bạn. Sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn bắt đắp lên nè. Bấm chat. Rồi các bạn bấm show này đó. Rồi các bạn bấm submit đi tên nè. Rồi các bạn điền lại username Telegram bạn đã chọn sao ai gấp nè các bạn. 5 5 5 5 5 4 5 à cộng anh 5 số 2. Sau đó mình gửi đường link và profile tại Twitter nè. Mà tại Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp cho ba cái anh cùng, nhấp vào hồ sơ nè. Nhấp vào ba cái anh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè. Vậy là cho bot nè. Sau đó gọi địa chỉ BNB sẽ mặt trên BET20 trên dưới chocolate này nè. Sau đó join kênh channel. Rồi bấm don. Sau đó submit link retweet thì bằng mã Twitter tất cả bạn gan các bạn. Rồi các bạn chia sẻ các bạn, bạn đã tweet 5 người bạn nè. Bạn sao chép liên kết nè. Giờ lại cho bot nè. Sau đó bấm mì bạn lên chi để chết số cầm kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 100.000 tốc căng. Khoảng 125 đô kèo này random. Rồi, các bạn gì đến ghép chia sẻ cho bè những cái thằng nó kiếm được số cầm các bạn. Vậy video mình đến đây em kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.